Con được 14 điểm, đỡ rồi. Con được 28 điểm ạ. Được 28 điểm ý, chứ được 30 điểm cũng nghỉ, không đi học nữa. Nhà mình nhà kia là đủ rồi. Mẹ ơi, nó lấy tiền của con. Chị vu oan cho con ấy. Bố phải dạy dỗ con mới được. Bọn mày đằng lại bắt con phải trả cho con 500 triệu trong tuần này. Bà chủ nhà trọ ấy, bà ấy bảo nếu con Ly mà đồng ý làm con dâu của bà ấy thì muốn cái gì thì bà ấy đáp ứng cái đấy. Không có tiền ý, tôi cần đách gì bố mẹ. Bố bà ấy im mồm đi. Chạy khốn. Này, ăn hoa quả đi con. Mẹ mua loại hoa quả mà con thích ăn nhất đấy. Thôi con không ăn đâu. Sao lại không ăn? Con chào bố mẹ ạ. Đi bán có mỗi mấy mớ rau mà giờ này chưa cháy chưa chặt ra mới về. Thế cô định trốn nấu cơm đấy hả? Con vào nấu cơm bây giờ ạ. Này, mà mua được có tí thịt thế kia thì không bỏ cho thằng kia nó tráng miệng à? Ăn uống kham khổ thế, thằng bé làm sao mà lớn được? Hôm nay con bán được ít rau ấy nên chỉ được gần này thôi ạ. Tôi mà biết cô ấy giấu giếm tiền ấy thì không xong với tôi đâu. Thôi vào nấu cơm đi, thằng bé đói lắm rồi đấy. Vâng ạ. Mà làm gì bây giờ vẫn chưa có cơm? Đấy, ông hỏi con gái yêu quý của ông ấy, để thằng bé nhịn đói suốt từ sáng đến giờ. Con gái lớn trong nhà phải no cơm nước cho cả nhà chứ. Chưa chặt chưa nòi rồi vẫn chưa có cơm là sao hả? Cái ngữ ăn hại. Con mời bố mẹ ạ. Ăn cơm. Này, ăn đi con. Ăn nhiều vào để bù lại những cái ngày học hành vất vả. Nhìn con kìa, người giờ còn một nhúm. Nhúm đâu? Thi đại học còn tăng 3 cân đấy. Tăng đâu mà tăng. Mẹ đẻ ra con, chả nhẽ mẹ lại còn không biết. À mà đây, có kết quả thi cho con. Ôi, con đang đi khoe cả bố mẹ đây. Con được 14 điểm, đỡ rồi. Giỏi, có thế chứ. Con làm dặn danh cả dạ dòng họ nhà mình đấy. Ông khen cái bằng thừa. Con nó giỏi từ lâu rồi, chứ có như ai kia đâu. Chắc gì đã đỗ được trung cấp, có khi còn phải đi học nghề ấy chứ. Dạ, con được 28 điểm ạ. Cũng đủ điểm đỗ vào trường kinh tế ạ. À, cũng cao đấy. Được có 28 điểm mà ông lôi ra khoe. Mà tôi nói này, được 28 điểm ý, chứ được 30 điểm cũng nghỉ, không đi học nữa. Tôi với bố cô nuôi thằng Kiên ăn học là đã quá lắm rồi. Và con gái cần gì phải học nhiều, sau này đi lấy chồng cho nó phí ra, không phải học nữa. Nhưng con cũng muốn được đi học. Con với ở Kiên đều là con của bố mà. Nhưng con gái thì không cần phải học cao. Chủ yếu ấy là nội trợ rồi cưới chồng. Nhà mình nhà kia là đủ rồi. Bố, con muốn được đi học, con sẽ chăm học, sau này phụ giúp gia đình ạ. Bố quyết rồi. Nhà mình nuôi một mình thằng Kiên ăn học đại học cũng đã vất vả lắm rồi. Mày chịu khó vất vả nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học cùng với bố mẹ. Tại sao ạ? Tại sao lúc nào bố cũng đối xử với con như thế? Con không phải là con của bố ạ. Mày nói đang kiểu gì thế? Bố không muốn cho con đi học vì sợ tốn tiền. Con sẽ tự mình kiếm tiền để đi học. Cái con này. Đấy, ông thấy chưa? Chiều cho nó lắm vào, rồi bây giờ còn cãi cả bố đấy. Thôi, kệ nó. Mày giỏi ấy, thì cứ đi mà học. Nhưng mà đừng có ngửa tay mà xin tiền tao. Nhớ đấy. Ăn đi con. Vâng. Ăn đi. Alo, Dung à? Ừ, đi nhảy ao đi. Tao có tiền thì tao bao. Ui giời, hơi nhiều luôn, bè một đống tiền. Nhá, chỗ cũ nhá, ừ, đến luôn, đến luôn. Kiên. Ê, giật ca mình cái gì đấy? Em lấy tiền của chị đúng không? Ừ, này này, tiền nào của chị? Chị nghe thấy hết rồi, trả lại cho chị đi. Đấy là tiền chị cực khổ kiếm tiền để đóng tiền học phí đấy, trả lại đi. Này 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 này, này nhá. Tiền nào của chị mà chị đòi à? Và vẩn. Em nói dối, em lấy tiền ở đâu ra cơ chứ? Trả lại cho chị đi. Này, có chuyện gì mà cứ ầm ĩ lên giả thế? Mẹ ơi, nó lấy tiền của con. Mẹ bảo nó trả con đi để con đóng tiền học phí ạ. Kiên. Dạ.
con lấy tiền của chị đúng không? Không, con có lấy đâu. Chị vu oan cho con ấy, bố không tin con à? Này, cái ngữ như mày thì lấy đâu ra tiền mà đòi nó hả? Chắc lại dựng chuyện lên để vu oan cho nó chứ gì? Thật mà, con đi làm vất vả để đóng tiền học phí, tiền nó còn giấu trong túi kìa. Này, chị đừng mà điêu nhá. Đây là tiền mà sáng mẹ đưa tôi, để tôi đưa sang cho mẹ anh Tùng, mẹ vay của mẹ anh Tùng. Đúng mẹ. À, đúng rồi. Cái tiền này là buổi sáng tôi đưa cho nó, để nó sang nó giả cho mẹ thằng Tùng trước tôi vay của bà ấy mà. Đấy. Vậy thì rõ rồi. Chắc do con đánh rơi, cho nên con không biết. Không đúng, nó lấy trộm tiền của con, là mẹ banh nó. Đấy, ông thấy chưa? Con gái của ông bây giờ nó đấy, tôi nuôi nó bằng từng ngày, bây giờ nó quay sang nó cắn tôi đây này. Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ nuôi con vất vả như là con đẻ, con không trả công mẹ thì thôi, con để ăn nói với bà như thế hả? Xem ra bố phải dạy dỗ con mới được. Bố cưng chiều rồi bao che con trai vàng của bố đi. Con sắp chết thật rồi bố mẹ ơi. Là sao thế con? Bố mẹ cứu con. Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào. Bọn mày đằng lại bắt con phải trả chúng con 500 triệu cho tuần này. 500 triệu? Nếu mà không trả chúng con chặt tay con rồi bố mẹ ơi. 500 triệu? Mày làm cái gì mà vay họ những 500 triệu cơ? Đến bán cả cái nhà ở quê ấy cũng không đủ 5 triệu đâu. Con không biết vì sao lại như thế. Con chỉ vay nhỏ lẻ thôi, thế mà cộng lại 500 triệu. Thôi, họa này mày làm lên ấy thì mày chịu. Ông ơi, tôi xin ông hãy tìm cách cứu con đi. Nó là con trai ruột của mình, với lại nó là đích tôn của cả một dòng họ. Chả nhẽ ông để họ chặt chân chặt tay thằng bé hay sao? Bà bảo tôi phải làm cái gì bây giờ? Bà biết cái hoàn cảnh nhà mình rồi đấy. À, có cách rồi. Tôi có cách này. Vừa có một khoản tiền để mua ngôi nhà nho nhỏ để ở, vừa có tiền để cứu thằng Kiên, mà con Ly lại được sống sung sướng nữa. Cái gì thế vậy? Bà định làm gì? Bà chủ nhà trọ ấy, bà ấy bảo nếu con Ly mà đồng ý làm con dâu của bà ấy thì muốn cái gì thì bà ấy đáp ứng cái đấy. Bà im đi. Chẳng nhẽ mày lại để thằng em trai duy nhất của mày bị chặt chân chặt tay à? Mà trong chuyện này mày cũng được sống sung sướng, nhẽ ra mày phải cảm ơn mẹ chứ. Bố. Thôi, không bàn nữa. Còn đi, đây là chuyện lớn của gia đình, con cũng chuẩn bị sẵn đây. Con có phải là con gái của bố không? Bố nghe lời người đàn bà này mà bán đứng con gái mình à? Bán cái gì chứ? Con có đi làm cả năm cả đời cũng không gặp được cái nhà tử tế và tốt như thế đâu. Kiểu chị Ly ơi, tao nói rồi đấy nhá, không nghe lời ấy thì đừng gọi tao bằng bố nữa. Ly, bố mẹ đây. Ông bà đến đây làm gì? Sao con lại nói như người ngoài thế? Tôi đã cắt đứt quan hệ với ông rồi, ông về đi. Con, dù sao thì bố mẹ cũng giúp con có được cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như ngày hôm nay. Con trả nợ cho bố mẹ nhé. Thì ra là vậy, ông đã bán tôi để trả nợ cho con trai ông.
rồi để cho mẹ con bà ấy sống sung sướng. Bây giờ đến đây nhờ vả tôi. Ông về đi, đừng bao giờ gặp tôi vì những chuyện linh tinh như thế này nữa. Sao cô lại nói thế? Dù sao ông cũng là bố đẻ của cô đấy. Bà càng không có tư cách nói chuyện với tôi. Các người về đi. Này, đúng là cái thứ con gái nuôi ong tay áo mà. Bây giờ thì giàu có rồi, cho nên là không nghĩ đến ai nữa. Vì ai mà được sung sướng như ngày hôm nay chứ. Thôi đi không. Ôi trời ơi con ơi, mẹ xin con ơi, mẹ xin con. Tiền ơi, con tha cho bố mẹ đi. Đi kiếm tiền mày cho tôi đi. Không kiếm được ấy, đừng hòng đặt chân vào cái nhà của tôi, nghe chưa? Trời ơi, bố mẹ, gia đình mày ghét thương người cũng được. Tiền ơi, mẹ xin con. Nhà mình có mỗi con là con trai. Còn mà đuổi bố mẹ đi thì ai nấu cơm cho con ăn hả con này? Nghĩ lại đi. Không có tiền ấy, tôi cần đách gì bố mẹ. Mà muốn tôi gọi là bố là mẹ đi kiếm tiền với tôi đi. Thằng Bất Hiếu. Ông nói cái gì đấy? Ông ơi. Từ gan mày thỏ đế lắm cơ mà. Giờ đây là bố mẹ cơ à? Thôi, đại ca ơi. Đại ca cho em khất đúng đến sáng mai. Họ sẽ đi kiếm tiền về cho đại ca. Em sẽ trả đủ cho đại ca. Đại ca nhá, đại ca. Hôm nay tao đến để lấy nhà. Số tiền còn thiếu. Không trả thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Ôi, đại ca ơi. Em xin đại ca đấy. Hay là... đại ca để ông bà già này thế chân cho em đi. Họ sẽ kiếm đủ tiền cho đại ca được không ạ? Thằng Tổng Bất Hiếu, mày dám mang bố mẹ ra để gắn nợ hả? Ông bà im mồm đi. Thải khốn. Chị làm gì đây? Mày dám động đến chị Ly cơ à? Chị Ly là người mà đại ca kiêng nể ấy. Chị Ly ơi, chị cứu em được không chị Ly? Nếu mà từ nay về sau mày còn giở trò đánh đập rồi bắt ông bà ấy trả nợ cho mày thì bàn tay của mày sẽ mất như trong bàn thám kết đấy. Em xin nữa, em không, sẽ không động chân động tay cả bố mẹ nữa. Chỉ cần chị bảo với người ta xóa nợ cho em được không hả chị? Muốn như thế thì vào trong dọn đồ mà đi cai nghiện đi. Nhanh. Căn nhà này tôi đã chuộc lại. Tiền nợ tôi cũng đã trả cho đại ca của cậu. Hãy để họ ở đây đi. Vâng chị ạ. Con ơi, cảm ơn con. Cảm ơn con đã cứu bố mẹ. Cảm ơn con. Mẹ biết sai rồi. Con có thể tha lỗi cho mẹ được không? Tôi không cần bà phải yêu thương tôi như con đẻ. Nhưng tôi mong bà từ nay về sau hãy sống tử tế và lương thiện. Đừng lợi dụng người khác mà vì lợi ích của mình. Còn bố, bố trọng nam khinh nữ. Rồi bây giờ bố được gì ạ? Giờ như nào lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Bạn muốn là người lái đò, hãy đến với tìmviec.com.vn.